tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết dài 99 km, với điểm đầu nằm trên đoạn tuyến nối từ quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh thuộc tỉnh Bình Thuận và điểm cuối tại vị trí kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, giúp rút ngắn 50% thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm du lịch Phan Thiết, Mũi Né, còn 2 đến 2,5 giờ chạy xe, giúp giảm tải áp lực cho tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1A, đồng thời tác động rất lớn đối với sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm 2020, hiện đang vào giai đoạn nước rút. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn như thảm nhựa tạo nhám, lắp đặt giải phân cách, hàng rào, hệ thống thoát nước, kè ta ly hai bên đường để đưa tuyến cao tốc vào phục vụ người dân đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4.